Vào tháng 12 năm 2019, người dân phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng có một phen hú vía khi có một vụ cháy lớn bùng phát dữ dội tại một xưởng gỗ nằm ngay bên cạnh một kho ga. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng từ đó người dân luôn cảm thấy lo ngại về mức độ an toàn của cơ sở kinh doanh ga nằm lẫn ở trong khu dân cư. Là thỉnh thoảng không biết là bên đó có sáng chữa không, nhưng mà ở quanh cụm dân cư là thấy là có mùi ga bị xì ra ngoài, cho nên mỗi lần lên thì là họ tránh mặt đi, cho nên mình không biết chính xác được không biết là hệ thống là phòng chống chữa cháy của bên nhà ga có được bảo đảm an toàn không. Tại vì năm ngoái là đã bị cháy một lần rồi, cho nên là người dân ở quanh đây thì vẫn là cảm giác rất là sợ. Kho ga là di chuyển ga nó rất là ồn, cái thứ nhất. Cái thứ hai á là khối lượng ga ở trong nhà kho nó thật sự là rất là lớn, thì mình cảm giác mình không có an toàn khi mà ở nhà mình ở bên cạnh kho ga, và người ta di chuyển tiếng động mà nó lớn thì nó rất là mạnh, mình rất là nên là rất là sợ và lo lắng. Thì bây giờ chỉ mong là chính quyền các cấp vào cuộc thì có kế hoạch và phương án cụ thể đối với nhà ga này. Được biết, kho chứa ga này thuộc công ty cổ phần Petro Lâm Sơn, được thành lập từ năm 2001. Đại diện công ty này cho biết cơ sở này hình thành trước khi người dân về đây sinh sống. Tuy nhiên, hiện nay cư dân sống đông đúc tạo ra một áp lực trong hoạt động kinh doanh, khiến đơn vị này cần một chính sách di rời phù hợp từ chính quyền. Nếu mà cái kho ga mà nó nằm ở giữa khu dân cư như vậy thì nó không còn phù hợp nữa. Thì nếu mà có di dời thì bên chỗ về phòng doanh nghiệp thì đề nghị là bên chính quyền hỗ trợ về cấp cho cái mặt bằng, rồi hỗ trợ kinh phí di dời, rồi hỗ trợ về những cái thủ tục hành chính, ví dụ như là giấy phép phòng cháy chữa cháy đủ thứ đó. Được như vậy thì doanh nghiệp sẽ tiến hành di dời. Do tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, nên ga là một trong những mặt hàng kinh doanh có điều kiện cần chịu sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Cùng với đó, việc bố trí phù hợp địa điểm kinh doanh ga sẽ giảm được nhiều mối lo ngại về cháy nổ trong khu dân cư. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.